này ra Tết tuần bán mọi người nhé. Cái 200NC chú năm. Ở trong Tết thì mình cứ quay này để cho chị em coi. Còn anh chị em đang cần thì mình làm một cái 200NC hàng tiêu chuẩn châu Âu này thì có thể liên hệ trực tiếp số hàng của trang hình của chúng tôi. Đang là 29 Tết rồi. Chúng tôi mình cứ đăng lên để cho quý vị coi. Rồi khoảng ra Tết mùng 8 chúng tôi sẽ hoạt động trở lại. Và máy này thì chúng tôi đang để ở quận 8, quận 9 thì Hồ Chí Minh. Xe này thì quý vị yên tâm về chất lượng, giá cả rất là vừa cái túi tiền cũng như là vừa cái anh chị em nào cái hoàn cảnh đặc biệt cần cái máy to thì có thể đây là một sự lựa chọn. Ok. Điểm đóng tắp lô các thứ là còn nguyên bản. Xích này thì chưa có bộ, đối tượng này chưa có bộ dịch nên nó hơi bị có lẽ hơi bị trùng một chút xíu. Khi bơm lên cực kỳ căng và đẹp. Anh chị em ở khu vực miền Tây hoặc anh chị em nào mà đang làm công trình lớn thì đây là một sự lựa chọn mà quý vị và các bạn đang cần. Với số tiền thì nó vừa phải thôi, không quá đắt và không quá rẻ tiền. Thì đây là một sự lựa chọn. Quý anh chị cứ nhắn tin qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất của em C này cho quý vị coi. Nhân đây thì cũng chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành với kênh Bếp Xúc Quần Cậu CVN trong suốt thời gian qua và luôn luôn ủng hộ bạn ấy của tôi. Và bạn ấy của chúng tôi qua bãi thứ nhất ở Buôn Thuật, bãi thứ hai quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, bãi thứ ba chúng tôi có ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 thì chúng tôi đang có dòng máy to hơn để hoạt động như là xúc vật liệu xây dựng, nhập về chỉ có xúc vật liệu xây dựng thôi, không có làm nặng vậy nhé, cứ đảo cát là đảo cát. Cái này thì giá cả yêu thương rồi, mua về chúng ta chỉ đổ dầu chạy. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả những bà con cô bác ở những video tiếp theo của kênh Bếp Xúc Quần Cậu CVN. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.